Xin chào các bác xem kênh của Điện Máy Ecomart. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu bác một dòng laptop của Asus, một cái tên đình đám trong thị trường laptop nói riêng và các thiết bị công nghệ nói chung trên toàn thế giới. Mẫu này thì thuộc dòng máy được thiết kế dành cho doanh nghiệp với những yếu tố phù hợp như là thiết kế tinh tế này, gọn nhẹ, độ bền thì đạt chuẩn quân đội, và nó sẽ có một hiệu suất cao, đầy đủ đáp ứng xử lý mọi tác vụ công việc của các bác. Đầu tiên thì nói về thiết kế bên ngoài của máy. Máy được thiết kế rất là hiện đại và sang trọng. Mẫu laptop này thì sẽ sử dụng là màu đen làm tông màu chủ đạo. Nó sẽ phù hợp với cả đa dạng người dùng với nhiều độ tuổi giới tính khác nhau. Logo Asus thì được đặt ở chính giữa. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Logo Asus thì đặt ở chính giữa của máy. Và ưu điểm của dòng laptop này thì nó đáp ứng tiêu chuẩn được quân đội, nó có tính bền bỉ và ổn định cao, được trải qua hàng loạt các thử nghiệm nhằm đảm bảo khả năng hoạt động trong những môi trường khắc nghiệt như là thả rơi khi đang bật máy này, trải qua điều kiện khắc nghiệt về nhiệt độ và độ cao. Và điều đặc biệt nữa ở dòng laptop này đó là cái bản lề của máy được thiết kế để có thể nâng máy lên một góc nhỏ, giúp cho cái luồng không khí lưu thông trong máy khi mà sử dụng được tốt hơn, máy hoạt động bền hơn và cái trải nghiệm gõ bàn phím của bác cũng tốt hơn. Khi mà các bác mở cái máy lên thì cái bản lề này nó sẽ đẩy máy lên một góc. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Nó sẽ nâng máy lên khi mà gập xuống thế như này. Đẩy lên. Thì máy nó sẽ kênh lên một góc so với cả cái mặt bàn. Bản lề của máy thì mở được đến 180 độ, tuy không phải là 360 độ nhưng mà cũng khá là linh hoạt, giúp các bác có thể tự do điều chỉnh theo ý muốn khi mà học tập hay làm việc và giải trí. Và mẫu laptop này thì được trang bị màn hình là 14 inch Full HD, có viền siêu mỏng, các bác có thể nhìn thấy cái viền của laptop này. Viền laptop mỏng thì không những mang lại một tổng thể đẹp mắt cho máy mà còn cho diện tích màn hình lớn nhất có thể chỉ với diện tích nhỏ gọn tối đa. Bên cạnh đó thì còn giúp người dùng dễ dàng tập trung hơn vào khung hình. Trên này thì máy sẽ được trang bị thêm một cả cái camera webcam 720 HD kèm microphone để các bác có thể là dễ dàng gọi họp video call khi cần. Đây là yếu tố cần thiết trên một chiếc laptop doanh nhân vì người dùng thường xuyên phải tham gia các cuộc họp online với đối tác hoặc là các công việc văn phòng. Và trên cái camera này, laptop của Asus cũng sẽ trang bị cho các bác một cái nẫy để nếu khi các bác không dùng đến, các bác có thể đóng vào để bảo vệ cái mắt cam không bị mờ theo thời gian. Về phần bàn phím của mẫu laptop này thì nó sẽ có bàn phím, các phím được sắp xếp một cách hợp lý, có hành trình phím vừa phải, có độ nảy hợp lý và độ chính xác cao, giúp cho cái việc sử dụng, việc soạn thảo văn bản trở nên là dễ dàng với tốc độ cao. Các cái ký tự trên bàn phím cũng rất là rõ ràng và nổi bật, các bác có thể nhìn thấy này. Các cái chữ phím in trên cái bàn phím rất là rõ ràng, không bị thiếu nét, nét rõ. Và trên bàn phím cũng sẽ tích hợp cái đèn nền giúp cho các bác có thể dễ dàng sử dụng hơn khi mà về ban đêm. Về phần tóc bét của máy thì nó sẽ có diện tích tương đối là rộng rãi đối với cả một chiếc máy 14 inch. Thì bàn phím tóc bét này tương đối rộng rãi rồi và cái bề mặt rất là mịn màng, giúp trải nghiệm cái di chuột rất là mượt mà, chính xác. Và đặc biệt là cái hệ thống bàn phím của laptop Asus này thì nó sẽ được tích hợp bảo mật vân tay trên cái nút nguồn. Trên cái nút nguồn của bàn phím các bác có thể nhìn thấy này. Nút nguồn của bàn phím nó sẽ được tích hợp bảo mật vân tay. Các bác có thể là cài đặt vân tay để mở khóa màn hình rất là dễ dàng, không cần phải đánh gõ văn bản nữa, không phải đánh mật khẩu.
Về các cổng kết nối của mẫu laptop này, đây là mẫu laptop cho doanh nghiệp cho nên là khá đầy đủ các cổng kết nối. Cạnh bên này nó sẽ có hai cổng USB cho các bác này. Hai cổng USB, một cổng HDMI, một cổng VGA, cổng Type-C và cổng sạc nguồn. Còn cạnh bên phải thì nó sẽ có một cổng mạng này, một cổng USB, một cổng tai nghe. Đầy đủ hết các cổng kết nối cho các bác. Về phần cấu hình bên trong của máy thì máy sẽ được trang bị cấu hình rất là mạnh với chip xử lý là Core i5 thế hệ thứ 11, i5-1135G7. Con chip có hiệu năng rất là ấn tượng với hiệu suất đồ họa cao và tiết kiệm năng lượng, thường được trang bị cho các dòng máy tính sang trọng và cao cấp. Và ngoài chip ra thì nó sẽ còn bộ nhớ RAM. RAM của nó sẽ là 8GB DDR4, mang lại khả năng thực hiện đa nhiệm rất là mượt mà, không gây hiện tượng giật rác dù các bác có thể mở đồng thời rất nhiều tab ứng dụng trên màn hình, nhưng mà chuyển đổi qua lại giữa các tab rất là mượt, không bị giật rác. Cùng với cả chip và RAM thì máy sẽ sử dụng ổ cứng SSD với dung lượng lớn là 512, ổ dạng M2 NVMe thì không chỉ mang lại cho người dùng khả năng lưu trữ khổng lồ, đồng thời còn giúp cho việc khởi động máy và mở các ứng dụng hoặc là truy xuất dữ liệu một cách rất là nhanh chóng. Bởi vì sử dụng ổ SSD thì cái tốc độ truy xuất dữ liệu rất là cao. Với cấu hình hoàn hảo của mẫu laptop Asus này thì không thể thiếu đồ họa ấn tượng đến từ Intel UHD, phục vụ cho các nhu cầu đồ họa cơ bản văn phòng khá là ổn cho các bác. Và máy cũng sở hữu cái Wi-Fi 6 Intel, mang đến cái mạng không dây tốc độ cao, ổn định cho các bác. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có Bluetooth 5.2, giúp cho việc kết nối các thiết bị khác dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng, phục vụ cho nhu cầu học tập, giải trí của các bác. Với mẫu laptop này thì sẽ sử dụng một viên pin pin 3 cell 42W/h, có thời lượng pin dài, chắc chắn là khiến các bác hài lòng khi mà sử dụng, làm việc hoặc hay học tập. Các bác có thể làm việc liên tục trong nhiều giờ đồng hồ hay là mang đi ra ngoài, làm công việc ở ngoài mà không cần cắm sạc. Và với một cấu hình lý tưởng như vậy thì cái mẫu laptop này hiện tại đang bán bên em có mức giá được khuyến mại rất là rẻ, với mức giá là 13.990.000, được tặng kèm thêm cả chuột không dây và túi sách. Mẫu laptop Asus này chính là cái mẫu laptop mà các bác nên tham khảo nếu mà có nhu cầu mua laptop. Mã model của nó thì sẽ là B1400CEAE EK3179W. Giá bán hiện tại bên em đã trừ hết quà đi thì giá sẽ còn là 13.990.000, giá dưới 14 triệu đồng. Một mẫu laptop Core i5 thế hệ thứ 11, RAM 8, ổ cứng SSD 512 và màn hình 14 inch Full HD. Nếu bác nào mà muốn mua hàng thì các bác có thể gọi về số là 0974178586 hoặc là vào website bên em eco-mat.vn. Bên em sẽ cập nhật đầy đủ hết trên website, các bác có thể tham khảo. Video của em đến đây cũng xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.